Hello, hello, xin chào mọi người. Chào mừng tất cả các bạn đang đến với kênh Phước Trường Official. Hôm nay xin giới thiệu với tất cả các bạn một chuyên mục là Phước Trường Watch, là chuyên mục review đồng hồ nha. Và ở video hôm nay thì Trường sẽ review cho các bạn một chiếc đồng hồ Casio 6 kim da da ha. Đây, hôm nay mình có một không gian mới. Trước mặt mình là hai chú cá xiêm kiện rất là dễ thương. Đó, rất là bé luôn. Này có đồ trang trí đây có. Rồi bây giờ mình sẽ đi vô vấn đề. Đó, bây giờ mình sẽ khui cái hộp đồng hồ này ra để xem bên trong có gì nhé. Đây, đầu tiên là một quyển sách hướng dẫn cho chiếc đồng hồ này. Đây, Moduno 5374. Đây đó, chiếc đồng hồ Casio chính hãng thì thường có một quyển sách hướng dẫn như thế này theo chiếc đồng hồ. Đó, mình gọi ra này thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn. Đó, đây là nhân vật chính của chúng ta. Đó. Đấy, đây là một siêu phẩm bestseller đang được bán chạy nhất của mình. Đó, đây là một siêu phẩm đang bán chạy nhất, một chiếc đồng hồ dây da 6 kim. Đây, các bạn thấy bây giờ đang chạy. Mình sẽ nhìn sang ngoại hình nữa. Lưới cáo sáng bóng, vẫn còn nguyên siêu trên mặt kính thôi, chưa bóc. Mình giao cho tay khách thì khách tự bóc sẽ hứng thú và hấp dẫn hơn. Đây, thì dạ. Rồi, bây giờ mình sẽ mở ra ha. Ok, rồi mình sẽ rút ra. Ok, đấy. Rồi, tạm thời bỏ đây. Đây cho các bạn xem mấy chút cá bơi lội ha. Đây. Đó, tem mác bạn này. Đây là mã số MTP 1374L. 5374 ạ. Đó, lên tác của nó. Đầu tiên mình coi ngoại hình trước ha. Đây là một chiếc đồng hồ dây da 6 kim, cặp số 12 giờ Casio, chống nước 50 m. Đây, kim dây màu đỏ, điểm nhấn với ba mặt số. Đây là chỉ, đây ngày thứ nè, hôm nay thứ tư. Đây là chỉ tháng này. Ngày này. Đây là giờ. Đây. Thiết kế rất là lịch lãm sang trọng, viền mạ nhôm, mạ kim loại xi, dây da bò rất đầm tay. Mình sẽ đeo tay với những anh cổ tay như mình thì đeo lên rất là vừa vặn ha. Chiếc đồng hồ này đeo khi mình đi làm văn phòng hay đi dự một buổi tiệc cũng là một điểm nhấn rất sang sủa. Giờ mình sẽ tìm hiểu thêm về cái thông số ghi khắc khắc ở trên một chiếc đồng hồ chính hãng. Thì các bạn khi mua một chiếc đồng hồ của hãng, bất kỳ hãng nào, chúng ta nên nhìn để ý kỹ các thông số của một chiếc đồng hồ đó. Thường chính hãng thì nó sẽ được khắc chìm lên cái mặt nắp nắp đáy đồng hồ này. Đây, Casio Seven Mode máy Nhật, các Cast in China, thường hầu hết các cụm phụ kiện được sản xuất tại Trung Quốc thôi.
quan trọng cái máy của nó là hàng chính hãng của Nhật Bản. Với này mã số của nó đây là 5374. Các bạn thấy đúng với cái name tag của nó, MTP 1374. Thép không gỉ này. Stainless steel. Right. Ok. Thì cái ba nút bấm đây cũng được. Khi mình muốn chỉnh giờ mình rút ra. Đấy nha. Hướng dẫn các bạn chỉnh giờ luôn. Bây giờ là đang là 11 giờ đúng không? Đó. Mình kéo nhẹ ra một cái chúng ta là chúng ta sẽ chỉnh giờ theo thời gian thực. Ok, chúng ta chỉnh lỗi ha. Được rồi, bây giờ là chính xác là rồi, bây giờ mình sẽ coi chính xác. Bây giờ là 10 giờ 56 phút. Mình sẽ chỉnh là 10 giờ 56 phút. Nhưng mà để ý là cái giờ ngày đêm ở đây là 24 giờ thì mình chỉnh cho nó đúng về ngày buổi sáng luôn ha. Đi theo đường vòng. Nếu các bạn đeo đồng hồ cơ thì các bạn cũng có thể nhìn thấy. Chúng ta chỉnh cho đúng ngày tháng thứ luôn. Và bây giờ mình sẽ chỉnh trước để đeo cho khách. 10 giờ 56 phút. Trả lại đi. 56 đến 57 đi. Ok. Rồi, đó. Rồi mình nhấn vô. Mình nhấn vô là chạy và bình thường và nhấn vô để mình chống nước. Đó các bạn. Cái hai chập vô. Rồi bây giờ chi tiết. Bây giờ mình sẽ kéo thử ra thì đánh vô coi mình chỉnh cái được ngày thứ này. Nhấn vô thì mình được. Chút xíu nha. Đó, mình ấn vô, mình nhấn vô khóa những chỉnh thứ được. Hôm nay là thứ ba, thứ tư, nãy đúng rồi. Mình nhấn mạnh vô ha. Rồi, rồi thứ ba, rồi thứ tư. Ok, còn đây là ngày hôm nay là 30 thì đang kim ở đây đúng rồi. Đó. Rồi giờ 10 giờ nói chuyển sang 11 giờ đó. À, sorry, bây giờ mình chỉnh mấy giờ. 10 giờ 56 phút thì phải để tới đây chứ sau đi nhé. Ok là đấy. Rồi khi mình chỉnh xong mình nhấn vô. Ok là thế là mình đeo lên tay thôi. Các bạn đeo chỉnh vừa cổ tay của mình nhé. Rồi, ok. Các bạn thấy sao? Đấy. Ok, đây là video review về chiếc đồng hồ Casio kim mà 6 kim chạy bằng pin chống nước 50 m. Rồi, ok.
Rồi, hy vọng qua video này các bạn sẽ được xem chi tiết thông tin rõ hơn về chiếc đồng hồ này, và bây giờ mình sẽ đóng gói để giao đến tận tay cho vị khách VIP, đó là thằng bạn thân Chi Cốt. Rồi, xin chào các bạn, hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Nếu các bạn có muốn review chi tiết về một chiếc đồng hồ nào nữa thì hãy để lại comment bên dưới. Mình sẽ review từng sản phẩm và hướng dẫn cho các bạn chi tiết về cách điều chỉnh setting của một chiếc đồng hồ, từ đơn giản cho đến phức tạp, từ đồng hồ cơ cho đến đồng hồ điện tử G-Shock. Rồi, hy vọng các bạn sẽ yêu thích video và nhớ đừng quên nhấn subscribe, đăng ký kênh giúp cho Phước Trường để mình có động lực và làm thêm nhiều sản phẩm tốt gửi đến cho tất cả các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại.